Rồi chúng ta làm cái bài giảng 5, cân bằng phản ứng xuất thử. Mình nghiên cứu phần 3, cân bằng trí ẩn và phương pháp chung thủy. Rồi, ở đây chúng ta có cái phương trình đầu tiên. Để lấy cân bằng phản ứng này thì theo thầy các bạn nên ghi lại, bởi vì nếu đi như thế này nó bị rối lắm. Ghi lại như thế này đi. Mình có FE, SOE. Bạn nhớ cho thầy như sau. Khi mình cân bằng trí ẩn á, nơi nào có ẩn số thì mình đặt một cái hằng số vào. Với nơi nào không có trí ẩn thì chúng ta sẽ để cho nó khoảng cách trống vào. Bởi vì khi đó mình sẽ đặt ẩn cái chi vào. Cái chỗ này để vừa thôi này. Cộng cho NO này ghi rộng ra. Cộng cho H2O. Rồi. Rồi trong bài này mình chỉ cho bạn là chúng ta có hai cách để cân bằng chứ không phải một cách. Cái đầu tiên là chúng ta để nguyên bản, chúng ta tôn trọng người ra đề, mình làm nguyên bản của nó. Cái thứ hai là mình dùng mẹo để mình cân bằng. Cái mẹo đó mình chỉ sau đi. Rồi, chúng ta có như sau này. Ở trong phần này thì oxy là trừ 2, thì để tổng bằng 0, thì xác đây là 2y trên x. Kiểm tra lại, 2y trên x chia cho x là còn 2y. 2y trừ 2y đúng bằng 0 rồi. Nitơ trong này là dương 5. Về đây là dương 3. Như vậy, nitơ đây là dương dương 2. Khi mình áp dụng công thức cân bằng E của thầy thì hãy nhớ này, cái mol FeSOE này sẽ được lựa chọn vì nó là oxit. Đây mũi bỏ giữa hai nitơ thì chọn NO vì nó là oxit. Xin lỗi, đúng rồi. Rồi bây giờ này, trong này có một nitơ thay đổi, trong này có X sắc thay đổi. Chúng ta nhận thấy như sau: từ 5 về 2 có nghĩa là 3. Rồi từ 2 trên X về 3, hiểu này, từ 5 về 2 chắc chắn là giảm. Như vậy xác đây là tăng. Chúng ta hiểu nè, cái từ khoảng cách tức là lấy con số lớn hơn trừ số nhỏ hơn. Như vậy em lấy 3 trừ đi 2y trên x. Ở đây em chịu khó em ghi lại cho thầy FxDy với NO, được chưa nè. Ở đây mình sẽ có như sau, sẽ đó là nhân vô là 3x trừ đi 2y. 3x này, x trên x là hết, còn lại trừ 2y này, đây là 3 này. Bắt chéo cho nhau đi em ơi. 3 về đây. 3x trừ 2y vào đây. 3 đây bên này là 3x này, đây là 1 này, đặt 3x này. Được chưa? Cái hệ số của nitơ là hơi phức tạp bởi vì nó có chứa cả x cả y luôn, thì mình làm từ từ này. 3 nhân 1 nhân 3 là 9. 9 cộng 3 là 12. 12x cộng cho trừ cho 2y. Đây có một hydro mà đây có hai hydro thì số hệ số của nước ở đây giảm một nửa, 6x trừ y, được chưa ạ. Rồi ở đây yêu cầu chúng ta tính tổng a cộng b cộng e. A là 3, a này cộng b này cộng e này, a là bằng 3 này, b b ở đây là 12x trừ 2y cộng cho e. E là cái nước, 6x trừ y, ba giữ nguyên, 12 cộng 6 18, trừ 2 với trừ 1 là trừ 3, trừ 3y. Chỗ con nào em ơi? 18x trừ 3y cộng 3 đúng không? Qua. Bạn thấy làm đi nó khổ khổ không? Khổ không? Bạn nào mà đi thi trắc nghiệm mà làm như thế này, đó không phải là học trò của tôi. Học trò của tôi phải làm cách khác đẳng cấp cao hơn so với cái đề. Bạn nào có cách khác làm nào? Làm như thế này thì cũng ra đó, tuy nhiên là tốc độ vẫn là rất là chậm. Bởi vì mình cân bằng một vẫn mà tới 3 phút mấy là hơi phí thời gian. Bây giờ mình phải làm nhanh để cái thời gian còn lại là ngắm gái em ha. Rồi bạn nghe kỹ nè, nó chạy cho này. Đây là cách truyền thống nha. Tất cả mọi người đều cân bằng như vậy. Riêng mình chỉ bằng một cách khác đẳng cấp cao hơn. Đồng nghe kỹ. Ở đây, khi cân bằng mà có chữ ẩn số này, chúng ta có quyền lựa chọn. Mình cho x bằng y và bằng 1. Khi đó cái FeSOE bây giờ thành FeO và em cân bằng bình thường. Em bảo toàn E cho FeO và dành cho NO luôn. NO cân bằng có 100 năm nữa vẫn là số 3. Hợp chất xác 2 là số 1, không tin kiểm chứng.
Sắt đây là từ dương 2 lên dương 3 này, tăng này. Được chưa? Nitơ đây là dương 5 này. Về dương 3 này. Slow về dương 2 này. Được chưa? Trong này một sắt thay đổi, khoảng cách từ 2 lên 3 là 1. Trong này một nitơ thay đổi, khoảng cách từ 5 về 2 là 3. Chúng ta bắt chéo cho nhau thì đây là 3, đây là 1. Bên phía trái là 3 sắt, đây một sắt đặt 3. 3 x 1 x 3 là 9, 9 1 là 10. 10 đây. 10 hydro mà đây có 2 rồi, thêm nhân 5 vào là đủ 10. Được chưa? Yêu cầu chúng ta là A cộng B cộng E. A là bằng 3, đúng không? B là 10. Là 13, 13 cộng với 5 là 18. Rồi, bằng tính đi. 18, đúng không? Trừ 3 cộng 3 thì đúng bằng 18 này. Bao nhiêu? 12 trừ 2 là bằng 10, 10 cộng 1 11 nè. 24 trừ đi 4 là còn lại 20, 20 cộng 3 23 này. 1 cộng 9 là 10, 10 trừ 3 còn 7 này. Như vậy câu A hiển nhiên đúng. Cách nào hay hơn? Khẳng định đi. Bạn thấy bạn đi thi trắc nghiệm bằng chọn cách 1 hay cách 2? Đó. Cách 1 là tôn trọng người ra đề, được chưa? Đó, mình để nguyên bản cái đề mình làm. Còn đây là mình phá cách. Theo thầy thì các bạn nên đi thi là các bạn nên sử dụng cách 2 đi. Thì mọi bài chúng ta đều trở nên đơn giản. Khi mình sử dụng cách 2 thì nó có một cái trường hợp như thế này. Lỡ đâu người ta biết là cái mẹo này rồi, người ta cho chúng ta là hai cái thằng trùng nhau, thì cái đó là em cho nó fn là x bằng 3 y bằng 4. Cái đó là fn 3 4 thì chúng ta cân bằng lại một lần nữa, không sao cả. Được chưa? Nói chung là cách 2 thì có ưu điểm nhiều hơn nhược điểm, bởi vì phần lớn là người ta cho không có trùng đâu em ơi. Hiểu không? Hiểu không? Để tôi Không giảng thầy lại. ơi, hiểu hiểu thầy ơi. Theo thầy thì nên bạn nên sử dụng cách 2 này này. Đó. Chứ làm như cách 1 thì không bao giờ kịp giờ cả. Rồi chúng ta đến câu 2. Người ta cho phương trình, người ta yêu cầu chúng ta tính hệ số của hãng độ 3. Không cần làm 30 giây để chúng ta có thể chọn được hãng độ 3. Bạn có thể loại cho thầy được ba đáp án. Bạn nào là được tôi cho 10 ngàn. Dễ lắm. Chúng ta loại cho thầy ngay ba đáp án luôn, nhanh và gọn luôn, không cần làm, bài nên không cần làm. Chắc không biết rồi đúng không? À, bây giờ chúng ta có thể để cho thầy một chút xíu này. Ở đây là như thế này em này. Nghe kỹ nha. Ở đây chúng ta sẽ để cân bằng vấn này, thì theo thầy là các bạn đừng bao giờ để ít đi cân bằng. Để thì vẫn cân bằng được đó. Tuy nhiên là gì? Tốc độ rùa bò. Được chưa? Rùa là chậm, bò là ngu. Vừa chậm vừa ngu thì không nên. Được chưa? Mình nói rõ cho bạn hiểu tại sao là rùa bò. Như vậy đây mình chọn x bằng y và bằng 1. Cái đó mình có này. 46 trừ 18 là bằng 28. 45 trừ 18 là bằng 27. 13 trừ đi 9 thì bằng 4. 29 mà trừ 23 mà trừ 9 còn bao nhiêu? 14. Được chưa? Như vậy câu này chúng ta loại ngay câu B luôn. Được chưa nào? Vì bạn biết tại sao loại câu B không? Bạn nào giải thích được nào? Vì cái hệ số ở đây là gì? Hydro chúng ta ở đây là một số lẻ, mà bên đây là chẵn. Chẵn thì không bao giờ bằng lẻ cả. Dù nhân bất kỳ con số này vào đây thì nó cũng không bao giờ bằng. Rồi. Đây là trừ 2 này, thì thằng này là dương 8 phần 3 này. Đó. Đây là dương 5 này. Đây là dương 3 này. Ở đây trừ 2 thì thằng này cộng 2 này. Cái đó mình sẽ thấy là sắt của chúng ta tăng từ 8 phần 3 lên 3. 3 tức là dương 9 phần 3. Tự dưng cân bằng ẩn số này nó trở nên dễ luôn. Vì sao? Vì mình đã biến từ ẩn số về không có ẩn số thì mới là đẳng cấp. Rồi chúng ta sẽ chọn Fe 3O4 vì là oxit. Bỏ nó. Bỏ muối sắt 3 vì nó là muối. HNO3 là axit bỏ. Chọn NO. Rồi, đây có 3 sắc thay đổi. Khoảng cách từ 8 phần 3 lên 9 phần 3 khoảng cách là 1 phần 3. Đây một nữa tôi thay đổi. Khoảng cách từ 5 về 2 là 3. Đó. Rồi, 1, 3 bắt chéo là 3, 1. 3 x 3 là 9. Đây 1 đặt 9. 9 x 1 x 3 là 27. 27 cộng 1 là 28. 28 thằng này thì đây là 14. Như vậy 28 chọn qua. Cái này có vẻ lẹ hơn không em ơi?
Được chưa? Dễ không? Cân bằng có ẩn số, coi như là không có ẩn số thì mới là hay, hiểu không ạ? Cái kiến gì mà em ơi? Chứ như bạn cũng không không đồng ý với mình này đúng không? Được. Thầy sẽ thầy làm sẽ làm theo cái phương pháp rùa bò, được chưa? Rùa là chậm, bò là ngu, làm theo phương pháp ngu xíu. Giả vờ ngu. Được. Ở đây là trừ 2 này em ơi. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Chia 3 thì thằng này là dương 8 phần 3 này. Đi tới trong này là dương 5 này. Thằng này là dương 3 này. Đây trừ 2 này. Trừ 2 nhân y là trừ 2 y này. Chia x. Đây là cộng 2 y trên x. Từ 8 phần 3 lên 3. 3 tức là 9 phần 3. Tăng. Đi tới đây là giảm. Rồi. Chúng ta sẽ cân bằng cho Fe 3O4 và dành cho NXOY. Nghe kỹ. Ở đây 3 sắc thay đổi. Khoảng cách từ 8 phần 3 lên 9 phần 3 là 1 phần 3. Ở đây có x meter thay đổi. Khoảng cách từ 5 về đây là giảm. Vì thằng này tăng lên thì thằng còn lại là giảm. Như vậy em lấy 5 trừ đi 2y trên x. Được chưa nào? Thì cái đó mình rút gọn này. 3 chia 3 là còn 1 này. Nhân vô 5x trừ đi hay được cho em ạ. À? Cái đó em bắt chéo vào đây là 5x trừ 2y. Rồi, ở đây mình đặt đây là số 1. 5x nhân 3 là 15. 15x xác. Trừ 2y nhân 3 là trừ 6y. 6y xác, được chưa nào? Rồi chúng ta đến niter. Niter thì chúng ta làm từ từ. X trước 15 nhân 1 nhân 3 là 45, 45 cộng 1 46. 46x trừ. Mà tới đây thì khoanh luôn. Đúng không? Hơi sức nào mà rảnh đi làm em. Đúng không? Thấy 46 là khoanh luôn, nhưng mà thôi làm đàng hoàng. Ai chơi vậy? 6 nhân 1 nhân 3 là 18. Được chưa? 18y, được chưa em ạ? 46x. Mà bên này có một hero, bên này hai hero thì còn lại đây là 23x trừ đi 9y. Vậy thôi, rất là dễ. Coi kiến gì câu này không ạ? Coi kiến gì câu này không ạ? Không nè. Theo em nếu em được lựa chọn trắc nghiệm em chọn cách máy. Cách đầu thôi. Nếu ai chọn cách thứ hai này thì không hay lắm. Mình gọi là có phương pháp này là rùa bò đấy, em. Chúng ta đến câu 3 nào. Hỏi A cộng D. Rồi ok. Bây giờ trước trước khi mình thử với x bằng y bằng 1, chúng ta kiểm tra thử có câu nào trùng không. Nghe kỹ nha. Mình thử x bằng y bằng 1. Mình thử vô. Mình chọn x bằng y bằng 1 thì 3 trừ 2 cộng 3 là bằng 4. Đây là 4, 4 cộng 3 7. Đây là 1, 1 cộng 1 là 2. Đây là 1 là 3. Không trùng em ha. Em nha, khi trước khi làm hãy nhớ mình hãy đặt cái tư cách là x bằng y bằng 1 thì kiểm tra thử có đáp án trùng không. Nếu có trùng thì đừng chọn x bằng 1, y bằng 1 nữa. Né đi. Hiểu không ạ? Còn nếu khác nhau thì tự tin rồi, chơi thôi. Nhớ em ạ. Rồi, chốt thôi. Rồi, rõ ràng. Đây, ghi biểu thức cân bằng luôn. FeO với NO. FeO là hợp chất sắt 2, 2 lên 3 là 1. NO mãi mãi là số 3. Bắt chéo đây 3, đây 1. Đây 3. 3 x 1 x 3 là 9, 9 x 1 là 10. Đây 10. 10 hydro thì bên này sẽ là 5 nước. Điều cầu chúng ta là A cộng D. A là 3, D là 1, 3 cộng 1 là bằng 4. Có 3, xong. Rồi chúng ta đến câu 4 này em ơi. Ở đây người ta cho phương trình hóa học. Người ta yêu cầu chúng ta là tổng các hệ số nguyên tố giãn của các chất trong phương trình phản ứng là. Câu này khá là hay em nha. Rồi. Để cân bằng phản ứng này thì chúng ta sẽ đi xác định số oxy hóa. Ở đây mình thấy là SO4 lặp đi lặp lại này. Đó. Hydro oxy không đổi này, kali không đổi này. Như vậy xác định được ngay là trong này chỉ có mangan với sắt thay đổi thôi.
đây trừ 2 thì đây cộng 2 này. Đây cộng 1, đây trừ 2 thì tổng bằng 0, thằng này cộng 7 này. Đây là dương 3 này. Đây là dương 2 này. Từ 2 lên 3. Từ 7 về 2. Đó. Từ đây chúng ta sẽ cân bằng dành cho mũi số 3 vì cơ số nguyên tử thay đổi nhiều hơn. Trong hai mangan thì chọn KmNO4. Nghe kỹ. Ở đây đừng bao giờ ghi là Fe2, F4 3 lần. Thì nói như thế này bạn chị hiểu này. Nếu em ghi KmNO4 này ở đây thì nó bị so le so với phương trình, hiểu không? Do đó phải ghi KmNO4 bên này. Chứ không bị so le là khó nhìn lắm. Thì bắt chéo lộn hết. Cũng đó là một kinh nghiệm đấy mà. Rồi, một mangan thay đổi từ 7 về 2 khoảng cách là 5. Hai sắt thay đổi khoảng cách từ 2 lên 3 khoảng cách là 1 nhân 2 là 2. 5 2 là 2 5. 10 10 sắt này thấy không? Đây 1 đọc 10. 2K. Đây 2K đủ. Hai mangan, đây hai mangan đủ, được chưa em ạ? Rồi. Ở đây nếu mình nói như vậy là sai mất, thì bạn biết tại sao không? Kali vế phải chưa được cân bằng đâu. Vì sao? Vì bên vế trái cái vị trí này chưa đặt kali này, hiểu không ạ? Rồi. Cái đó chúng ta còn có ba nguyên tố là kali này, lưu huỳnh này, hydro này, oxy này chưa được cân bằng, thì ở đây chúng ta sử dụng phương pháp chung thủy để cân bằng. Chung thủy nghĩa là gì? Trước sau như một, chúng ta thì nhìn thấy nguyên tố mà trước sau như một ở đây chỉ có thể là hydro thôi. Nhìn thấy không ạ? Hydro trước nằm đây, sau nằm đây hết. Còn tất cả nguyên tố khác đều nằm nhiều vị trí, tự thấy. Oxy tùm lum tà lua này ha. Oxy thì quá trời, nơi nào cũng có oxy cả. Kali cũng quá trời này thấy không? Ba vị trí là trước sau khác nhau. Như vậy, khi đó chúng ta sẽ áp dụng phương pháp chung thủy, chúng ta sẽ cân bằng hydro. Bên nào chúng ta nhiều hơn, hai hydro với một hydro thì hai sẽ nhiều hơn rồi. Thì mình đặt đây là x. Thì đây một hydro thì mình đặt đây là 2x, được chưa nào? Và rồi, bây giờ chúng ta có này, khi đó là kali vế trái được cân bằng. Kali vế trái đây là 2 2 này cộng cho 2x. Mà đây có 2 rồi. À, 1 nhân 2 là 2. Cộng cho x. Thì kiểm tra lại. Đây là 2x. Đây là 2 này, cộng 2x là đủ như nữa. Được chưa em ạ? Rồi. Khi đó mình sẽ còn có hai nguyên tố là lưu huỳnh và oxy. Thì lưu huỳnh chúng ta sẽ dùng bảo toàn lưu huỳnh và oxy chúng ta dùng kiểm tra. Được chưa? Cái phương pháp, cái đoạn này là đoạn chung thủy. Và thông thường cái bài tập này là cái bài tập này kiểu như thế này thì thông thường các bạn làm sẽ bị khó. Được chưa? Ở đây mình gọi là phương pháp chung thủy. Đây là tên mới, còn trước đây mình đặt tên là ship show thần thánh. Được chưa? Thôi, mình đặt phương pháp chung thủy cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Mình có lưu huỳnh ở vế trái bằng lưu huỳnh vế phải. Lưu huỳnh ở vế trái của chúng ta là 10 cộng 2x. Làm từ từ nha em, không khéo là sai đó. 5 nhân 1 nhân 3 là bao nhiêu nhỏ? 15. Đây là 2 lưu huỳnh. X 1 cộng x là bằng, tính cho mình bằng bao nhiêu? Thì chúng ta chuyển qua vế trái là còn là x này, 15 cộng 2 là 17, 17 cộng 1 18, 18 trừ đi 10 thì còn 8. Được chưa? Cái đó vị trí này, ở đây em sẽ đặt con số vô đây là con số 16. Đây là 16 này. Ở đây sẽ là 9 này. Và đây sẽ là 8 này. Được chưa nào? Và đây là câu khó. Khó đúng đoạn này này, đúng cái đoạn này này. Thì thông thường nếu mà dùng công thức của mình thì tới đây nó đã công lực rất là mạnh rồi. Nhưng dùng cái chung thủy của thầy nữa thì mạnh hơn nữa. Được chưa? Để ta tính cho mình đi. Mười cộng hai cộng 16 cộng 5 cộng 2 cộng 9 cộng 8 52, được chưa bạn? Đó, có đúng là câu B. Có ý kiến gì câu này không ạ? À?
Khi nào chúng ta áp dụng phương pháp chung thủy? Chúng ta áp dụng phương pháp chung thủy khi trong một cái bài tập cân bằng của mình có chứa từ hai nguyên tố trở lên chưa được cân bằng. Cụ thể trong bài toán này là chúng ta có chứa cả bốn nguyên tố chưa được cân bằng: kali, lưu huỳnh, hydro và oxy. Thì cái đó chung thủy sẽ lên ngôi. Coi kinh nghiệm em ơi. Và chúng ta đến câu 7 em ơi. Rồi, mình nghe kỹ. Ở đây người ta cũng cho là Fe, XV thì mình sẽ cho x bằng y bằng 1. Cái đó nó là tạo thành FeO. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình có nè. Mình trước khi mình làm á là mình phải kiểm tra nó có trùng không đã. Nếu trùng thì né cái phương pháp đó đi. 4 trừ 2 bằng 2. 10 trừ 2 8. 8 trừ 2 6. 6 trừ 2 4. Có trùng không? Không trùng đúng không? Không trùng thì làm được, còn nếu trùng thì sẽ làm bình thường. Thế thôi. Rồi, bài này nhắm mắt làm liều thôi. Đây là trừ 2, đây là cộng 2. Đây là dương 6 này, đây là dương 3 này, đây là dương 4 này. Bạn nào hỏi hỏi đi. Trước khi làm này phải kiểm tra đáp án trước nhá. Chứ trắc nghiệm mà không kiểm tra đáp án mà làm xong mà kiểm tra thì hơi phí. Rồi, bạn nghe. Ở đây mình dành cho FeO và dành cho SO2. Từ 2 lên 3 là 1. 1 sắc thay đổi là 1. Từ 6 về 4 khoảng cách là 2. Một lưu huỳnh thay đổi vẫn là 2. 1, 2 bây giờ là 2, 1. Đây 2 sắc, 2 sắc đủ. 3 lưu huỳnh cộng 1 lưu huỳnh là 4 lưu huỳnh. Đây có 1 lưu huỳnh đặt đây 4. 4H2. 4H2 đủ. Được chưa nào? Yêu cầu chúng ta là hệ số của H2 E4 là số 4 thì cô đúng ở đây là cô D hết. Rồi chúng ta cân bằng câu 8 này. Rồi ở đây mình nhìn thấy này, kali, oxy và hydro được ra là không thay đổi. Em nghe kỹ này. À, trong này thì ở đây mình nhìn thấy ở đây SO3 mà lên SO4 là nó chỉ thay đổi vị trí này thôi. Được chưa? Như vậy xác định lưu huỳnh trong này. Đây là cộng 1, đây là trừ 2 để tổng bằng 0, thành thì cộng 4. Lưu huỳnh trong bên này là dương 6 này. Dương 6 thì mình né cái vị trí mangan đi. Vì mangan tí nó còn phải làm nhiệm vụ của nó nữa. Đây là cộng 1 này, đây trừ 2 này, để tổng bằng 0 thì thằng này cộng 7 này. Thế nên là cộng 2 này, được chưa nào? Đó. Rồi. Bây giờ cái khó nhất trong bài toán này là áp dụng cân bằng. Chúng ta nhìn nha. Ở trong hai mangan thì chắc chắn mình dùng cho Kn2O4 rồi. Tính mangan luôn. Đây một mangan thay đổi, còn cách từ 5 từ 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 7 về 2 là 5. 5 nhân 1 vẫn là 5. Bây giờ trong hai lưu huỳnh thì dùng cho lưu huỳnh nào? Thì chúng ta nghe kỹ này. Cái sự ràng buộc ở đây là không phải bởi lưu huỳnh mà vì sao? Lưu huỳnh ở đây cũng một lưu huỳnh thay đổi giống mày, một lưu huỳnh giống mày. Nha. Như bạn kêu là trong này là gì? Lưu huỳnh ở với phải xuất hiện nhiều hơn, nhưng cái điều đó không phải là lý do chính đáng. Lý do chính đáng ở đây là bên natri xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì nếu dùng cho lưu huỳnh ở với phải thì lưu huỳnh ở với phải em có bao nhiêu vị trí? 1 2 3, em chọn vị trí nào? Rất là khó. Cho đó đây, lời khuyên của mình là mình sẽ chọn thằng Na2SO3 được chưa nào? Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là bên này nó chỉ có một lưu huỳnh từ dương 4 tăng lên thôi, còn lưu huỳnh đây dương 6 này, dương 6 này, dương 6, biết chọn biết về về đâu được không? Không được, được chưa nào? Cái đó đây mình sẽ chọn, nếu bạn là chọn thằng này là chết luôn. Vì sao? Cái thằng này là phụ thuộc vào Bn4 mà chọn thằng này cũng không đúng luôn, vì natri bên phía phải bên trái nhiều hơn. Như vậy cái yếu tố quyết định trong này là natri. Natri ở đây là thằng quyết định cái bài toán này đó. Đây có một lưu huỳnh thay đổi. Khoảng cách từ 4 lên 6 là 2. 5 2 bắt chéo là 2, 5 bắt chéo là 5 2. Đó. Thầy cô nào ta giỏi cân bằng mấy phương trình này nói mới bản chất phương pháp nó mà ghê. Được chưa nào? Đây chúng ta cân bằng này, 2K này. 2K đủ này. Hai mang gan, hai mang gan đủ này. Được chưa em? Rồi em đi cân bằng natri thì em biết là cái natri với trái chứ được cân bằng. Vì vị trí này là chưa có một con số vào
Đây là chưa cân bằng luôn. Như vậy trong bài này chúng ta có các nguyên tố sau chưa được cân bằng. Đó là natri này, là lưu huỳnh này, lưu huỳnh chưa được cân bằng em nhé, là hydro này, là oxy này. Trong một bài toán mà xuất hiện từ 2, 3, có thể là 4 nguyên tố chưa được cân bằng cùng lúc thì đó là có dấu hiệu để chúng ta kiểm tra có phương pháp chung thủy. Được chưa? Chung thủy như sau. Thì đây mình để cho thầy này, hydro trước sau như một, đúng không? Còn lưu huỳnh kali natri, xin lỗi, natri lưu huỳnh và oxy chúng ta là có sự thay đổi, được chưa? Do đó ở đây chúng ta sẽ dùng phương pháp chung thủy để cân bằng. Hydro là cân bằng trước so với bốn thằng còn lại. Thì chung thủy này em hiểu này, ở bên trái có một hydro, bên phải có hai hydro, bên phải chung thủy nhiều hơn. Thì đây mình mượn một ẩn là ẩn x, đây là hai, đây một, thì đặt đây là 2x. Cái đó chúng ta sẽ cân bằng lưu huỳnh là thằng thứ hai, xin lỗi, cân bằng natri là thằng thứ hai. Bên đây là 10, bên này 2, thì đây là 5. Chúng ta cân bằng từ lúc từ từ từng thằng một. Đây là 2x, đây 2 rồi thì cộng đây x, được chưa nào? Rồi cái đó chúng ta sẽ bảo toàn lưu huỳnh để tìm ra x, và chúng ta đi kiểm tra oxy để chúng ta làm đúng hay sai. Lưu huỳnh ở vế trái bằng lưu huỳnh ở vế phải. Lưu huỳnh ở vế trái là 5, 5 cộng cho 2x. Lưu huỳnh vế phải 5 cộng x nhân 1 cộng 2 cộng 1 bao nhiêu? Chuyển x qua đây đúng không? 5 với 5 là hết, x bằng 3. Đó. Thì ở đây chúng ta vị trí này là số 8, vị trí này là số 3 và đây là số 6. Được chưa nè? Rồi. Phải kiến gì không em ơi? Dạ thưa thầy, nếu mà em không áp dụng phương pháp chung thủy thì em làm qua bằng cách nào? Thì em thử, em tự tới sáng mai luôn. Em đặt đây con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 để kiểm tra, được chưa? Còn nếu bạn nào không muốn làm phương pháp chung thủy thì thầy chỉ bạn cách thứ hai. Cái thứ hai như sau. Nghe. Nếu bạn không muốn chung thủy nha, bạn muốn lăng nhăng thì bạn làm như thế này nè. Ở vị trí natri có rồi, em hiểu nè, natri ở vế phải chúng ta là một số chẵn. Thì ở vị trí này em sẽ cho nó một số chẵn, em thử bằng 2, bằng 4, bằng 6, bằng 8, bằng 10. Ở đây may là nó tới 6 là nó có cấp số rồi. Khi em thử vô bằng 6, sau đấy em đi kiểm tra lưu huỳnh, hai vế nó bằng nhau là được. Được chưa? Đây 2 nhân 5 là bao nhiêu? 10 này. Nếu mà đặt đây 6 thì đây là 16 đúng không? Đây 2 thì nhân đây 8 này. Sau đó em kiểm tra lưu huỳnh hai vế. Nếu lưu huỳnh hai vế bằng nhau thì chúng ta cân bằng đúng, còn nếu không bằng nhau thì chúng ta cân bằng sai, thế thôi. 5, 5 lưu huỳnh cộng cho 6 lưu huỳnh là 13. Đây là 8, 8 cộng 2 là 10. Đúng không em? 10 cộng cho 1 là 11 quá. Hình như mình tính nhầm đúng không? 5 cộng 6 11 chứ đúng không ta? 11 lưu huỳnh đủ. Nếu mà ở đây nó cho em lên tới 16, lên tới 9, lên tới 10 là em bị ấy liền, bị tâm lý liền. Cái đó ở đây phương pháp tốt nhất là sử dụng phương pháp chung thủy. Được chưa? Tổng hệ số thêm cộng lại cho mình đi. Em lấy 5 cộng 2 cộng 6 cộng 8 cộng 2 cộng 1 cộng 3 bằng bao nhiêu? Hai mươi bảy đúng không em? Đúng chưa, đúng chưa? Đúng rồi thầy ơi. Cái phương pháp này có được đánh giá còn hay hơn cái phương hồi nãy là chữ ẩn số đúng không? Ẩn số coi như là không có ẩn số. Như vậy cái thằng mờ chung thủy này còn khó hơn thằng số nữa. Được chưa? Và nhiều bạn bị tâm lý khi chúng ta xuất hiện bốn nguyên tố không cân bằng được thì cái đó là bừa, không bao giờ. Được chưa? Đó. Chúng ta hãy kiểm tra là trong bốn nguyên tố còn lại thì thằng nào xuất hiện trước sau như một thì gọi là chung thủy. Chung thủy thì đặt nó là ít, thằng nào chung thủy nhiều hơn đặt ít, thằng còn lại sẽ tự cân bằng được, thế thôi. Rồi chúng ta đến câu chính em này. Ở trong phần này mình thấy là nitơ NO3 này, NO3 chúng ta có lặp lại không nhỉ? Không, có về NO. Như vậy đây xác định nitơ, nitơ đây dương 5, về đây là dương dương 2, sắt ở đây là dương 2. N4 lặp lại này thấy không? N4 lặp lại này, không đổi. Kali hydro oxy không đổi. Như vậy trong này có chỉ sắt thay đổi nữa thôi. Đây là dương 3.
Như vậy trong trường hợp này mình thấy sắt từ 2 lên 3. Còn nitơ ở đây là giảm từ 5 về về bao nhiêu? Về 2. Không thầy ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cân bằng. Nghe kỹ nha. Ở trong cái nhiều vận ô sơ cử thì khi chúng ta áp dụng cân bằng thì chúng ta sẽ áp dụng cho nguyên tố đó là nguyên tố nằm trong hợp chất sắt 2. Lý do là mình không áp dụng cho sắt 3 nhiều lý do lắm, chứ không phải một lý do. Nghe kỹ. Đây mời. Lý do trong cái bài toán này là chúng ta khi cân bằng á giữa hai cái tròn thì mình sẽ dùng cho sắt 2. Vì sắt 3 là chúng ta nằm ở nhiều vị trí. Và nếu mình cân bằng ở vị trí này thì nó bị vướng cái đáp 4, mà cân bằng vị trí này với vị trí này thì tự nhiên nó vướng nitơ. Do đó trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ sắt 3 mà chúng ta chọn sắt 2. Đó là lý do chính đáng. Nghĩa là bạn hiểu nha. Tất cả các bài luôn, nghe kỹ nha, tất cả các bài là câu khẳng định chắc như bắp luôn. Thì hầu như là chúng ta cân bằng có phần ô sơ cử. Nếu mà có xuất hiện giữa sắt 2 và sắt 3 thì phần lớn là chúng ta chọn sắt 2 là trúng hết. Còn sắt 3 chúng ta nếu mà có bị lệch nữa, tí nữa mình sẽ cân bằng lại cho bạn. Những câu mà có cả sắt 2 và sắt 3, mình chọn sắt 2 vẫn đúng, chứ không phải lúc nào chúng chọn sắt 3 đâu. Bây giờ chúng ta sẽ luôn luôn chọn sắt 2, hãy nhớ điều đó. Rồi đó là mẹo, đó là kinh nghiệm. Rồi đồ. Một sắt thay đổi khoảng cách từ đây lên đây là nhiêu? Là một. Em ơi, từ 5 về 2 khoảng cách là 3. Được chưa em ạ? Cái đó 1 3 mình bắt chéo là 3 1. Được chưa em ạ? Rồi, cái đó mình nhìn thấy này. Nhìn thấy. Bên trái mình có 3 sắt đúng không? Bên phải là 1 sắt và 2 sắt đồ 3. Rồi, nhưng mình kiểm tra niter đi, kiểm tra niter. Vì niter bên này cân bằng rồi nè. Niter đây bao nhiêu? 3 nhân 1 nhân 2 là 6. Đây là 3. 3 cộng với 1 có bằng 6 không? Không bằng. Đúng không em? Khi mà chúng ta cân bằng kiểu này mà nó không bằng á thì kinh nghiệm này là chúng ta sẽ nhân lên. Nghĩa là bây giờ mình sẽ nhân nó lên đây 3 thì thằng này không phải là 3 nữa mà là 9. Vì tỷ lệ chúng là nhiêu? 1 3 bắt chéo là 3 1. Nếu đây 3 thì bên này 1. Nhưng nếu bên này 3 thì bên này sẽ là 9. Hãy nhân với tỷ lệ nó lên. Rồi cái đó mình cân bằng lại sắt. Đây chính sắt này. Đây chưa? Đây 3 niter. Chúng ta kiểm tra niter trước đi. 9 nhân 1 nhân 3. 9 nhân 1 nhân 2 là 10. 18 sắt. Xin lỗi, 10, 18 niter. 9 nhân 1 nhân 2 là 18 niter. Đây 3 niter rồi. Đây bao nhiêu niter? Mới mới 3. Để được 18 thì chỗ này cần 15. 15 thì chỗ đây nhân 5. 5 thì đây là 9 sắt. Đây 5 sắt rồi thì ở đây 2 thì nhân 2 là đủ. Đủ 9. Cái đó chúng ta cân bằng lưu huỳnh. Lưu huỳnh ở đây là 2 nhân 1 nhân 3 là 6. Chúng ta cân bằng kali 6K. Đây 2 rồi nhân 3. Tiếp cân bằng hydro 6 hydro. Thì bên này là 3 nước. Được chưa? Thành công hay thất bại là do oxy quyết định. Chúng ta bấm oxy để kiểm tra. 9 nhân 3 nhân 2 cộng 6 nhân 4 78. Được chưa? 5 nhân 3 nhân 3 cộng 2 nhân 4 nhân 3 cộng 3 nhân 4 cộng 3 cộng 3. Gì đây ta? Ôi sao lại đây? Chúng ta bấm lại đi em ơi. Bấm lại. Kiểm tra lại luôn nha. Lưu huỳnh cân bằng sai hay sao đó thầy? Thì làm lại cho Ủa luôn. sao sao cân bằng lưu huỳnh được thầy? Từ từ mình cân bằng lại từ từ. Sắt với nitơ là ok rồi, nhưng cân bằng lại lưu huỳnh đi. Cái nó nằm nhiều vị trí phải kiểm tra cho kỹ. 2 nhân 1 nhân 3 là 6 à, cộng đây nữa. Không được không được. Cái vị trí này chưa đặt con số mà đúng không? Cái này phải chung thủy với thầy. Đúng rồi, chung Chung thủy. thủy thôi. Rõ ràng là chung thủy rồi. Không có thể lăng nhăng được đúng không? Được chưa? Ở đây mình nhìn thấy là ở đây là hydro và kali, chung thủy trước sau như một này, nhìn nha.
Nhìn đây, ta sẽ thấy nó trước sau như một. Hai thằng này như nhau cả. Thì ở đây nếu mình đặt hydro cũng được mà đặt kali cũng được, thằng nào cũng được cả. Như vậy đây thầy sẽ cân bằng hai thằng cùng lúc luôn. Hai thằng đều chung thủy mà. Đây x. Đây là 2x, đây 1 thì đặt đây là 2x. 2k, 2xk. Đây 2 rồi, đặt x. Rồi, cái đó mình sẽ bảo toàn lưu hình để kiểm tra để tìm ra x bằng bao nhiêu và chúng ta sẽ kiểm tra oxy. Thế thôi. Lưu hình ở vế trái bằng lưu hình vế phải. Cái phương pháp chung thủy là mình mới tìm ra năm 2020 em ạ. Năm 2021 dùng luôn. Cái phương pháp chung thủy nó dễ nói hơn. 2 x vế phải ở đây là 2 nhân 1 nhân 3 là 6 cộng x. Ở đây chúng ta suy ra được x bằng 6, được chưa? X bằng 6. 2 nhân 6 là 12. Đây là 6. Và đây là 6, được chưa? Nếu ở đây bạn nghe kỹ, nếu ở đây bạn dùng phương án thử thì bạn thử tới sáng ngày mai tới đáp án bằng 6, bạn có đủ bản lĩnh không? Mà tự 6 lần như vậy thì rất là khó, được chưa? Như vậy quyết định bởi oxy nữa, kiểm tra lại cho thầy đi. Như vậy bài này là vừa có tỷ lệ lẻ và vừa có gì nữa chung thủy nữa, thì bài này mức độ khó cao hơn đó. Bữa nào bạn lên thử thử hỏi cô ơi bài này làm như thế nào, 102 với trái với phải, 5 5 nhân cho 3 nhân cho 3, được chưa? Bấm đi em ơi, cộng chứ cái bài bài này thì không hề dễ đâu nha. 2 nhân 4 nhân cho 3 rồi cộng 6 nhân 4 cộng 3 cộng 6. 1 là 2 đi em, 1 là 2, 1 là 2, 1 là 2, 1 là 2, ừ đúng. Như vậy đã cân bằng đúng em nha. Yêu cầu chúng ta là gì? Hệ số của các chất tham gia. Tham gia ở đây là có 9 cộng 12, 9 cộng 12 là 21. Tổng hệ số cân bằng của chất tham gia. Tham gia thì tính hai chất ban đầu thôi. Thế thôi. Rồi chúng ta đến câu 10. Cho phương trình, yêu cầu chúng ta là hệ số tối giản của nước là. Em ơi, ở đây chúng ta sẽ thử với x bằng y bằng 1. Trước khi thử thì chúng ta hãy kiểm tra đáp số đã. 45 trừ đi 18 là bằng bao nhiêu? Phải là 27 không? 46 trừ đi 18 thì còn bao nhiêu? Phải là 28 không? 23 mà trừ đi 9 là 14. Thành đây bằng 4. À như vậy khác nhau ấy em ơi. Được. X bằng y bằng 1 được. Như vậy x bằng y và bằng 1 là xong. Như vậy cái đó nó biến thành NO. Chặn luôn em. Những hợp chất của sắt khi bảo toàn E, được chưa? Nên là FeO hoặc Fe3O4 chúng ta thì nó là số 1. Có chứng minh 10 năm được cũng vậy thôi. Giờ chứng minh. Thế nên là trừ 2, thằng này dương 8 phần 3. Thế nên là dương 3. Còn NO thì tha cho thầy em nha. NO có cũng là dương, cũng là 3 thôi. Từ 8 phần 3 lên 9 phần 3 còn có là 1 phần 3. 3 sắc thay đổi, vẫn là 1. Được chưa? Còn NO này, dương 5. Về dương 2 khoảng cách là 3. 1 nữa tôi thay đổi, vẫn là 3. 1, 3 bắt chéo là 3, 1. 3 nhân 3 là 9. Đây 1 đặt 9. 9 nhân 1 nhân 3 là 27. 27 cộng 1, 28. 28 hydro, thì đây là 14 nước. 14 thì có đúng ở đây là cột C. Thế thôi. Bây giờ cách làm mà thử x bằng y bằng 1 nó chỉ đúng khi mình thử đáp án trước, nghĩa là nó không có con số trùng nhau, mà nếu nó có trùng nhau thì hãy nên né nó đi, đừng chọn x bằng y bằng 1 nữa mà hãy làm bình thường. Đó là lời khuyên. Rồi, bạn hỏi câu 12. Câu 12 của bạn như sau. Oxy hóa. Oxy hóa là gì? Oxy hóa là O là oxy, hóa là hóa học, oxy hóa là phản hóa học với oxy. Hỗn hợp gồm 3 kim loại magie, nhôm, kẽm bằng oxy. Thu được 15,1 gam hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp rắn X này tác dụng với HCl sinh ra khí hydro với điều kiện tiêu chuẩn và chẩn đoán gam muối. Điều cầu chúng ta là tính V. Câu này thì mình xử lý như thế này nè. Ở đây bạn hiểu như thế này. Kim loại cơ chúng ta nếu tác dụng vô oxy, nếu mà chỉ thu được oxit thôi thì trong trường hợp này nó sẽ không sinh khí.
vì nó sinh khí hydro như vậy. Điều này chứng tỏ là trong này có kim loại dư. Và cái thứ hai là bạn nên nhớ là trong cái bài toán này là người ta hỏi riêng, hiểu không? Người ta hỏi hydro là hỏi chung chứ, vì dư á, là chưa biết kim loại nào dư, hiểu nè. Cả ba kim loại vẫn vô oxy mà thu được hỗn hợp rắn ở đây gồm có oxit và kim loại dư. Kim loại dư có thể là có ba kim loại dư luôn, hiểu không? Cho đó bài toán này mình sẽ dùng phương pháp gọi chung. Như vậy đây mình sẽ gọi chung như sau. Nghe kỹ, khi gọi chung là bất chấp hóa trị em nha. Vậy R là kim loại chung cho magie nhôm kẽm. Và mình biết là magie hóa trị 2, nhôm hóa trị 3, kẽm hóa trị 2. Nhưng mình chọn hóa trị 2. Ồ, khi gọi chung là không cần phải suy nghĩ nữa em ơi. Em chọn chung thì kim loại nó có hóa trị A, hóa trị B, hóa trị C gì nó vẫn không ảnh hưởng gì hết. Chọn đi, vì trắc nghiệm chúng ta chọn cho thầy một hóa trị nào đó là hóa trị 2. Còn nếu tự luận thì bạn đặt A vô cho nó hợp lý tình huống thôi. Được chưa? Cái đó bài toán em sẽ trở thành như thế này. Bạn có hiểu chỗ này không ạ? À? Chỗ này đáng lẽ đặt A, mà đặt A thì các bạn sẽ khó làm việc được. Do đó ở đây A bằng bao nhiêu cũng được, không tinh tí mà làm cho bạn xem. RR này, mình đi tác dụng oxy để tạo thành oxit. Ở đây mình cho hóa trị 2 thì nó là RO. Các bạn đây là 2, đây là 2. Cái lượng này là lượng kim loại R phản ứng, được chưa? Cái lượng R dư. Được chưa em ạ? Rồi. Khối lượng ở đây người ta cho chúng ta là 14,3 gram. Và ở đây người ta cho chúng ta chỗ này là 15,1 gram. Đang nghe kỹ. Cho hỗn hợp này tác dụng với HCl sinh ra V lít khí hydro. Nghe kỹ nha, nghe kỹ đoạn này. Trong hai chất thì cả hai chất đều tác dụng với HCl, đúng không? Đây ghi đây luôn này. R này, O này cộng HCl này để tạo thành RCl2 cộng H2. O các bạn là 2. R cộng HCl để tạo thành RCl2 cộng H2. Yêu cầu chúng ta là tính V thằng này bằng bao nhiêu, đúng không? Rồi bạn nghe kỹ. Rồi câu này thì không khó lắm nhưng mà phải biết cách xử lý. Ở đây đề cho chúng ta là thêm một cái dữ kiện nữa, đó là dữ kiện muối 25,8 gram, 28,5 gram. Rồi, khối lượng này vẫn không đổi. 15,1 gram. Các bạn nghe kỹ nha. Rồi, bây giờ mục tiêu của em là đi tính gì? Đi tính mol hydro. Từ mol hydro sẽ có được thể tích. Hiểu được cách tiếp cận vấn đề chưa? Hả? Hiểu được cách tiếp cận vấn đề chưa? Rồi nghe kỹ này. Như vậy đây thầy sẽ nghĩ tới phương pháp, đó là phương pháp đó thầy thầy đặt cái số mol, thằng này là ít mol, thằng này là y mol. Thì ở đây nó là 2y. Đây là y. Đây là gì nhỉ? X thì đây sẽ là 2x. Đây là x. Được chưa nào? Và cái đó thầy sẽ có như sau, mình sẽ có bảo toàn khối lượng 15,1. Đúng không em? 15,1 cộng cho HCl chúng ta là 36,5 nhân cho 2x cộng 2y bằng 28,5 cộng cho 18y cộng 2x. Như vậy nhiệm vụ của thầy là phải tìm được x và tìm được y, đúng không? Nhiệm vụ của mình là chỉ cần tìm x thôi, nhưng mà để tìm dạy chúng ta có một biểu thức chứa đi rồi, còn một biểu thức chứa đi nữa. Nghe. Ở đây mình đặt đây là y đúng không? Thì đây là y chuyển qua đây. Nhớ nha, mình đặt đặt ở đây này. Thì ghi đây cho bạn rõ này, đó. Mình đặt từ số 1 và số 2 này này. Đây thì đây sẽ là 0,5y. Và để tìm y rất là đơn giản, em đi bảo toàn khối lượng cho các phương trình 1, em tìm được y. Các em thế vào phương trình 2, em tìm được x, có tìm đến được về, thế thôi. Các bạn có hiểu không ạ? À? Các bạn có hiểu không ạ? À? Ở đây các bạn có hiểu thầy đang nói gì không? Nếu không hiểu tí nữa thầy giảng bằng cách khác. Đó, mục tiêu của mình là phải đi tìm được x được, đúng không? Tìm y, muốn tìm x phải tìm y, mà y chúng ta đi bảo toàn khối lượng ở đây. Cứ làm cái này đã. Nếu không hiểu mình đổi cách cho. Có nhiều hướng đi lắm bạn ơi, chứ không phải một đâu. Một bài hóa nó có vô vàn hướng đi.
Em tính cho mình y bằng bao nhiêu? Sau đó em thấy ở đây x bằng bao nhiêu, vậy em tính cho mình v bằng bao nhiêu? Tính. Y bằng 0,05 thầy. X bằng bao nhiêu em ơi? Ủa, nhanh lên. X bằng bao nhiêu? Đây là mình làm thấy giống như kiểu lớp 9 đấy em, chứ bây chưa là về cụ cấp 3 cả. Sắp xỉ 0,14 này. Ừ. Rồi sao sắp xỉ được? Các bạn tính lại coi sao sắp xỉ được. Ủa, không bị lẻ chỗ nào à? 28,5. Bao nhiêu mới được? Nó ra có đẹp, phải đẹp không? Có đẹp không? Không phải 14 à? Ok, cho vậy đi. Rồi tính về. Nhân cho 22,4 nữa. Bao nhiêu? Cho lâu vậy ta? Bây giờ tính lại về coi bằng bao nhiêu? Thầy ơi, ít bằng 0,15 chuẩn luôn thầy ơi. Cái đó sao lại được, cái bài này đâu có gì đâu phải lại. Không có lý do. Thì thằng này là 3,36 đúng không? Rồi. Nếu cách này mà bạn không không thuyết phục được bạn thì thầy xin phép các bạn cho thầy giải cách hai. Cho không? Nếu cách này không được thì mình đây là cách nguyên bản của học sinh lớp 9. Bây giờ mình không làm theo kiểu lớp 9 nữa. Mình làm cách của cấp 3 đi. Rồi bạn nghe kỹ. Ở đây mình vẫn gọi kim loại là R. Rồi chúng ta đi tác dụng vô oxy để thu được kích. Kích này đi tác dụng với HCl để thu được muối cộng cho hydro cộng cho nước. Và nghe kỹ. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy này. Ở đây mình dùng triết lý tự sinh và tự mất. Tự sinh tự mất có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn thấy này. Phản ứng đầu tiên là sinh ra X, là sinh ra tại một, và cái phản ứng thứ hai thì X chúng ta lại tác dụng tiếp. Hay nói khác là ở đây thằng tự sinh là thằng X sinh ra tại một và mất tại hai. Như vậy cái đó chúng ta sẽ lấy một cộng hai vế thay vế để chúng ta sau chuỗi hai phương trình lại. Ở đây là phương pháp tự sinh tự mất. Hay nói khác là cái bài tập dạng nối tiếp. Được chưa nào? R cộng oxy. Cái đó X với X là chúng ta rút gọn cộng cho HCl. Thu được hydro cộng nước. Rồi cộng cho gì nữa? Muối. Muối là cái hợp giữa muối này, muối là cái hợp giữa 28,5 gram này. Muối chúng ta là cái hợp giữa kim loại R và gốc axit clo. Được em ạ? À? Ta đem hiểu không? Ta đem hiểu được chưa? Rồi, thì bây giờ bài toán có này. Ở đây chắc chắn là dựa vào cái phương trình đầu tiên này, em sẽ đi tính được gì? Chúng ta vừa kết hợp với phương trình 1 vừa tổng hợp hai quá trình lại. 14,3 gram này. Và đây là 15,1 gram. Thì đem đi bảo toàn khối lượng tính cho oxy bằng bao nhiêu? Lấy 15,1 trừ đi 14,3 là bằng 0,8 đúng không em? 0,8 gram. Em chia cho 32 thì số mol oxy bằng bao nhiêu? Tính cho mình. Bao nhiêu? 0,8 chia cho 32 là 0,05 đúng không? Đúng. Đúng thầy, đúng không thầy? Rồi. Chắc không vậy. 0,8 chia 32 mà. 0,025 chứ. Mình được bấm đây bấy. Lạ kỳ vậy. Tao không có máy tính Không mà. phải 0,25 Bao nhiêu? thầy. 0,025 thầy. Nó. Kim loại này có là 14,3 gram. Thì bạn hiểu như thế này. Ở đây mình dùng phương pháp mới hơn nè. Như vậy đem đi bảo toàn oxy. Nhiều bạn chưa quen bảo toàn thì mình ghi bảo toàn cho bạn rõ.
Oxy ở vế trái là nằm trong O2, oxy ở vế phải nằm trong nước. Bảo toàn nguyên tố là thò vô móc ra 2 oxy nhân 2, 1 oxy nhân 1. Từ đây mình sẽ ra được mol nước. Mol nước là 0,05. 0,05. Được chưa em ạ? Rồi, mình hiểu như thế này. Khối lượng R có rồi này. Được chưa? Khối lượng R có. Mục tiêu là mình đi đến thằng này đúng không? Mục tiêu đến thằng này. Như vậy khối lượng R có là 14,3 gram. Được không em? Rồi em lấy 28,5 em trừ 14,3 thì ra cờ lo tính cho mình bằng bao nhiêu? Mười bốn hai mươi tám phẩy năm trừ 14,3 bằng bao nhiêu em? 14,2 gram đúng không? Rồi. Đúng rồi thầy. Thì đó em tính cho thầy mon cờ lo luôn. Em lấy 14,2 em chia cho bao nhiêu? 35,5. Thì đây là bằng 0,4 đúng không ta? Mình đã tính lâu đúng rồi thầy, đúng rồi thầy. 0,4 thì mình đi bảo toàn cờ lo bên này. Bên này 0,4 thì bên này sẽ là 0 mấy? 0,4. Được chưa? Vì có một cờ lo mà. Ở đây để tính được cái hydro này thì em dùng bảo toàn hydro hoặc là em dùng bảo toàn khối lượng cũng được, cái nào cũng được hết. Bảo toàn hydro đi. Tức là cách thứ hai này mình dùng sơ đồ và dùng bảo toàn nhiều. Còn cách thứ nhất là mình dùng như kiểu của hóa lớp 9. Mol hydro trước nằm trong HCl này. Sau nằm trong hai hợp chất. Nằm trong hydro và nằm trong nước. Nghe. Bảo toàn hydro thì trong này có một hydro nhân 1, đây có hai hydro nhân 2. Hai hydro nhân 2, được chưa? Thế vào. Thằng này là 0,4. 2 nhân V chia cho 22,4. Được chưa em ạ? Cộng cho bao nhiêu? Nếu mà cách này bạn không hiểu nữa, mình còn cách thứ ba cho bạn hiểu. Thì mình nghĩ cách thứ nhất là nó đang các bạn đang 9 lên 10 thì mới 9 lên 10 lúc đầu thì nên làm cách thứ nhất là hợp lý nhất rồi đó. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Rồi 3,36. Rồi. Có cách khác không? Vẫn có cách khác nha. Chứ phải không có đâu. Còn cách khác không? Vẫn có câu hỏi đặt ra như vậy. Còn không? Thì cái này nghĩ là cũng tối ưu rồi. Các bạn muốn mình làm mình một cái khác nữa không? Cách thứ hai này thì nó dùng bảo toàn khá là nhiều. Mà chúng ta biết là sau này chúng ta học khóa mà muốn làm nhanh thì cái triết lý mà cách thứ hai mà đang hướng đến cho các bạn là triết lý hợp lý nhất. Chúng ta sẽ dùng thường xuyên bảo toàn luôn, bảo toàn càng nhiều càng tốt. Cái cách hai bạn biết tại sao này, cái câu hỏi đặt ra cho thầy các bạn là tại sao chúng ta phải lấy được oxy trong này? Vì chúng ta là dự kiện một mà có hai thằng này mà không dùng tới oxy thì bài này sẽ không làm được, được chưa? Khi có oxy rồi đó thì mình đi bảo toàn oxy qua bên này, được chưa nào? Khi có oxy rồi thì ở đây mình có tổng khối lượng là 28,5 gram, khối lượng R có rồi thì còn lại khối lượng clo và tính mol này là 0,4, bảo toàn clo đây 0,4. Mục tiêu là đi bảo toàn hydro nữa là hết vấn đề. Và triết lý bảo toàn này sau này chúng ta được dùng khá là mạnh. Theo mình là như vậy. Được chưa nào? Chúng ta làm cách 3 này. Như đây mình đã nói là lúc đầu mình vẫn gọi nó là kim loại R, tác dụng vô oxy để tạo thành R. Ô mình cho nó hết thì 2 luôn em ơi, không có sợ điều này. Đây là 2, đây là 2, được không ạ? Và ở đây chúng ta có R dư. Nghe kỹ. Nhưng bài này chúng ta nên như thế này nhỉ? Cái từ cách thứ ba thì nó hơi giống cách thứ hai. Nghe kỹ. Từ từ. Em nghe kỹ. Đối với cách thứ ba thì này mình áp dụng dựa vào cách thứ một. Cái thứ nhất cho mình nâng cấp nó lên. Hiểu nha? Ở trong những cái bài tập mà liên quan tới oxy á, những cái thằng phản ứng với oxy này, sau này mình có gặp một cái triết lý đó là triết lý oxy nguyên tử và oxy phân tử. Khi nào chúng ta để oxy phân tử và khi nào để oxy nguyên tử? Thì thông thường những cái bài tập mà nó không có hỏi tới oxy thì chúng ta để oxy nguyên tử và chúng ta làm rất là dễ. Được chưa? Còn những bài mà người ta hỏi liên quan tới oxy phân tử, được chưa? Ví dụ người ta hỏi thể tích oxy thì nơi đó mới để oxy phân tử. Còn nếu không hỏi oxy thì chúng ta để oxy nguyên tử, làm bằng chắc nó sẽ rõ hơn. Như vậy đây mình sẽ có như thế này. R này
D cộng cho oxy này để tạo thành R và O. Kỳ hiểu không em ơi? Khối lượng này là 14,3 gram. Và đây là 15,1 gram. Thì chắc chắn em bảo toàn khối lượng thì thằng này là 0,8 gram đúng không ạ? Em chia cho 16 thì số mol thằng này là 0,05 mol. Thì đây là 0,05 mol. Hiểu bạn ơi? Tới đây em hiểu chưa? Rồi, như vậy trong hỗn hợp này chúng ta gồm có này, gồm có kim loại dư và oxit của hắn. Được chưa? Oxit của hắn là RVO này. Đây là R dư và oxit này. Bản chất là khi cho oxit tác dụng với HCl thì nó sẽ tạo thành gì? Tạo thành nước. Được chưa? Cộng cho clo. Clo ra đi kết hợp với kim loại R sẽ tạo thành muối 28,5 gram. Hiểu không em? Còn kim loại dư của chúng ta sẽ tác dụng với HCl cũng tạo ra thằng này và khí hydro. Được chưa? Được chưa nào? Ở đây nó cũng đi tác dụng với HCl. Để tạo ra hydro và muối này, được chưa nào? Mình cân bằng này, một oxy đủ, hai hydro, hai hydro và đây là hai clo. Được chưa nào? Rồi mình nghe kỹ này. Rồi ở đây mình cân bằng là hai vì R nên hóa thì hai, mình cho hóa thì hai rồi. Rồi nghe kỹ nha. Số mol thằng này có là 0,05. Thì chuyển qua đây thằng này là 0,1 này. Chuyển qua đây là 0,1 này. Chuyển qua clo bên này là 0, bao nhiêu em ơi? Không, clo đây không được vì clo nằm trên này nữa. Rồi. Như vậy bài này như thế này là có khối lượng thằng này này, có khối lượng thằng này là 15,1 gram này. Mình đặt số mol thằng này là ít. Thì thằng này là ít này. Cái đó chúng ta có ở đây đi bảo toàn khối lượng là tìm được ít, khi có ít tìm được về nó cũng giống giống như hồi nãy thôi, không khác gì hết. Nói chung là cách nào cũng không hay bằng cách một đâu. Cách một là nó kiểu vừa phương trình vừa bản chất vừa nó giúp cấp hai này dễ hiểu, chắc được rồi đây mà.